Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt TV. Thưa quý vị, vào ngày 6 tháng 7 tới đây tại Hội trường Nhật báo Người Việt sẽ diễn ra đêm hội ngộ Tây Băng Cầm mùa hè năm 2013. Hôm nay cùng xuất hiện trước màn ảnh Người Việt TV với Ngọc Lan là có hai danh cầm thủ, đó là anh Huỳnh Hữu Đoan và anh Đặng Huy Hoàng. Xin chào anh Huỳnh Hữu Đoan, xin chào anh Đặng Huy Hoàng. Rất là vui là hôm nay được gặp lại anh Huỳnh Hữu Đoan, người mà cách đây hơn 3 năm Ngọc Lan đã từng có viết một bài giới thiệu về của một cái buổi hội ngộ Tây Băng Cầm. Còn lần đầu tiên thì được gặp anh Huy Hoàng. Dù nghe tiếng thì rất là nhiều. Anh Đoan và anh Hoàng có thể cho quý khán giả Người Việt TV được biết là cái đêm hội ngộ Tây Băng Cầm của mình đó thì nó được hình thành bắt đầu từ lúc nào và tại sao nó duy trì được trong một cái quá trình lâu dài như vậy? Đêm hội ngộ Tây Băng Cầm thì cái tên này là có xuất hiện từ năm 2000. Anh em tập học, anh em tại vì tôi thì tôi đến Mỹ này từ năm 2000 thì mới tập học lại được các anh em bạn học cùng khóa rồi cùng trong trường nhạc ở bên Việt Nam hồi xưa, rồi các bạn bè, rồi các học trò, nói chung là những người đã từng hoạt động với nhau lâu năm thì tập học lại. Khi mà tôi đến đây đó thì mới gặp lại hết các anh em, thì từ đó mới khởi xướng ra cái chuyện là lập ra một cái hội Tây Băng Cầm. Mà anh em đều ở cái vùng phía Nam Cali, cho nên mình lấy cái tên là Hội Tây Băng Cầm Nam Cali. Và từ đó thì mới hình thành cái thông lệ là hàng năm mình làm cái ít nhất có một cái buổi trình diễn để các anh em có cái cơ hội đánh đàn với nhau. Thì cái tên từ đó mới hình thành cái tên là đêm hội ngộ Tây Băng Cầm. Và cái thời điểm thì không nhất thiết, lúc thì mùa hè, lúc thì mùa đông, lúc thì mùa xuân, lúc thì mùa thu. Như vậy tức là mình cái đêm đó nó diễn ra vào cái mùa nào thì mình sẽ cho nó cái tên là hội ngộ Tây Băng Cầm của mùa đó. Và một năm là có một lần. Một năm thì không nhất thiết một lần, có khi hơn đó, mà cũng có khi là vì lý do gì đó mà không làm được thì lại qua năm sau vậy đó. Như vậy là tức là từ năm 2000 khi mà anh Huỳnh Hữu Đoan qua đây thì những cái chương trình hội ngộ Tây Băng Cầm như vậy được thành lập và duy trì cho đến hôm nay. Còn anh Hoàng thì bắt đầu tham gia vào cái hội này từ khi nào? Thì cũng từ khi mới bắt đầu thành lập, tất cả anh em mới họp lại và thành lập cái nhóm guitar cho Nam Cali này. Mà anh không có ở đây, cũng ít có về đây thường. Theo như mà Ngọc Lan được biết đó, thì những người mà tham gia trong những cái chương trình mà hội ngộ Tây Băng Cầm như vậy đều là những người đã trải qua cái thời gian học đàn guitar từ rất là lâu, từ lúc có người học 6 tuổi, 7 tuổi, người học 10 tuổi. Thì gắn bó với cái cây đàn như vậy đó thì cái điều gì mà khiến các anh cứ phải cái cầm đàn lên là đàn và say mê như vậy? Anh Hoàng nói trước đi. Thì hình như nó nếu mình nói theo đúng là coi như nó giống cái nghiệp của mình. Mình phải đeo đuổi nó. Mình đam mê từ lúc nhỏ. Tức là cái đàn guitar này nó có một cái âm thanh cũng rất là quyền bí. Nó cuốn hút cái người chơi đàn và cũng như người nghe đàn. Rất là sâu lắng, rất là truyền cảm và rất là gần gũi với con người. Như vậy thì cái hai anh Đoan và anh Hoàng đều đã từng có dùng đàn guitar để nó giống như là một cái công việc để mình mưu sinh kiếm sống không? Cái đó là cũng tùy cái thời gian. Hồi tôi ở Việt Nam thì cái guitar làm cái công việc toàn thời gian. Tôi học và tôi ra trường xong rồi tôi dạy là ở nhạc viện cho tới ngày mình chuyển qua bên này, thì cái lúc đó là cái công việc mưu sinh chính là bằng cái đàn guitar. Còn hiện nay thì nó chỉ là một cái công việc phụ, và hơn cái chính là nó là một cái hobby, một cái tiêu khiển. Hai nữa
là cũng là một cái hoạt động mở ra cho với xã hội, tiếp xúc với xã hội và có những cái hoạt động văn hóa đóng góp cho cộng đồng người Việt của mình ở vùng Nam Cali này. Còn anh Hoàng thì sao? Thì lúc anh ở Việt Nam ấy, thì anh cũng từng mở lớp dạy bên Việt Nam. Dạ. Nhưng mà qua đây thì kiếm sống bằng một công việc khác. Công việc khác. Gác kiếm. nhưng mà như vậy thì cái chuyện mà cái hội Tây Ban Cầm ở miền Nam Cali được thành lập như vậy, nó giúp cho các anh đỡ nhớ cái công việc cũ của mình. Nó có thể nói là nó làm cho cái tinh thần mình nó được sảng khoái hơn, relax hơn. Mình sống với những cái gì mình yêu thích. Chứ không thì nó cũng căng thẳng lắm. Bây giờ nói cụ thể hơn vào cái chương trình Đêm Hội Ngộ Tây Ban Cầm sắp tới vào ngày 6 tháng 7. Thì trong cái buổi đó ngoài anh Huỳnh Hữu Đoan và anh Đặng Huy Hoàng thì còn có thêm, em được biết là có thêm 4 người nữa, đúng không ạ? Thì anh Hoàng hay anh Đoan có thể giới thiệu thêm những danh cầm thủ đó. Ngoài tôi và anh Đặng Huy Hoàng thì còn có Nguyễn Xuân Thao. Nguyễn Xuân Thao. Nguyễn Thanh Khương, Huỳnh Hữu Đỗ. Và Nguyễn Bảo Toàn. Và Nguyễn Bảo Toàn. Rồi thì cái chương trình đó thì trong cái đêm hôm đó thì những cái bài nào mình sẽ được chơi trong cái đêm hôm đó, rồi nó sẽ diễn ra như thế nào, cái thời gian để cho mà những người mà mê cái tiếng đàn của các anh có thể đến đây để tham dự. Thì riêng về anh đó thì lần biểu diễn ngày này á, anh chủ yếu về nhạc Việt Nam, là anh chuyển soạn cho guitar để mình đưa cái âm nhạc Việt Nam vào trong cái guitar này để phổ biến cho mọi người biết. Ví dụ như là bài gì? Như là Buồn Tàn Thu, Buồn Văn Cao, hoặc là Hòn Buồn Thu, hoặc là Buồn Ở Chào Mi. Thì bây giờ anh Hải có thể khảy một vài đoạn trong những cái bài mà anh sẽ đợi trong cái đêm đó không? Chuyển qua cho để mà ghi đệm guitar như vậy là của anh Hoàng hay là của một nhạc sĩ nào khác? Của anh chuyển lên. Còn anh Đoan thì sao ạ? Tôi cũng có đàn một số bài, trong đó cũng có một bài Việt Nam. Bài gì? Bài dân ca Như Cánh Vạc Bay. Là bài Bèo Dạt Mây Trôi. Của anh Đặng Ngọc Long, anh soạn. Không phải tôi soạn. Nhưng mà giờ anh đàn thử. Thử. Thank you.
Để tập bao lâu thì mới đờn được vậy không? Tháng. Anh Hoàng là toàn là sư phụ. Đối với lại Đà như vậy mà tập một tháng thì những người khác thì tập bao lâu? Học qua chục năm tập. Không, một tháng là đi thuộc cái bài. Còn một tháng là đi thuộc bài thôi đó hả? Cái bài này thì phải mất ít nhất là 10 năm. Chắc Ngọc Lan từ bỏ ý định học đàn quá. Không, nói chứ làm cái chương trình thế này là để giới thiệu đến những người yêu thích cái guitar. Yeah. Và những người yêu thích âm nhạc cổ điển. Thấy được cái hay của cái âm nhạc Việt Nam cũng như các âm nhạc của ngoại quốc. Yeah. Qua tiếng đàn guitar. Để những người yêu thích đó có được tiếp xúc, được tìm hiểu, làm quen thêm và mới thấy rằng cái hấp dẫn, cái hay của cái đàn guitar như thế nào. Thì cái đó là cái công việc của cái người chơi đàn, để đem đến cái giới thiệu đến công chúng, đến người nghe cái độc đáo, cái hay của cái âm nhạc, chứ không phải là để nói lên cái khó khăn để người ta sợ người ta bỏ chạy. Không, nhưng mà phải hỏi như vậy để tưởng đâu ai cũng cầm đàn lên mà khảy được như vậy hết. Tất nhiên cái gì cũng phải qua thời gian tập luyện mới đạt được cái đó. Còn nhanh hay chậm là tùy theo cái khả năng của mỗi người thôi. Yeah. Bây giờ để chuẩn bị cho cái ngày sắp tới, ngày 6 tháng 7 sắp tới đó, thì hiện bây giờ đó, anh Đoàn với anh Hoàng có thể cho quý khán giả biết là cái sự chuẩn bị của các anh như thế nào và cái tâm trạng của anh chờ đợi đến ngày đó ra sao? Thì khi mà anh từ Inland về đây đó, thì anh em cũng muốn gây dựng phong trào cho nó được hùng mạnh hơn. Yeah. Nên tổ chức cái chương trình hôm nay thì cũng kỳ đối này rất là hấp dẫn, rất là làm cho phấn khởi tinh thần cho anh em. Thì anh cũng có ý định muốn về đây ở luôn để mà mở lớp dạy học cho hướng dẫn những người trẻ về sau này có được những sự hiểu biết về guitar tốt hơn. Như vậy là tức là qua cái đêm ngày hôm 6 tháng 7 đó, nếu mà thấy lượng khán giả tới đông và có vẻ là rất là thích thú với cái chương trình đó, là anh quyết định anh dọn về đây ở luôn, mở lớp dạy luôn. Anh Đoàn thì sao ạ? Trước hết á, cái chương trình sắp tới này là một cái chương trình không bán vé. Mục đích của việc không bán vé là để mở rộng cho tất cả mọi người có điều kiện đến để thưởng thức. Thành ra mà tụi tôi làm cái chương trình, các anh em tụ tập nhau để làm chương trình này thì không lấy cái mục đích là lợi nhuận, mà tất cả mọi người đều bỏ công sức ra tập luyện một cách hết sức là tích cực để mà đạt được cái kết quả cao nhất, để giới thiệu đến người xem với một cái chất lượng cao nhất. Hoặc qua đó thì cũng có, thứ nhất là giới thiệu các cái gương mặt trẻ, thứ hai nữa là để người xem, tất cả người xem đều có cái cơ hội để biết rằng là trong cộng đồng người Việt của mình ở vùng Cali này là cũng có được cái bộ môn nghệ thuật này. Nếu nhiều người chưa biết thì cũng biết rằng là chúng ta có được cái bộ môn nghệ thuật này ở trong cộng đồng. Và tôi nghĩ rằng cái guitar đó thì cũng có rất nhiều người chơi và cũng có nhiều người thích, thì qua đó thì mới biết là để có thêm những cái quan hệ, những cái tiếp xúc để mà trao đổi, học hỏi lẫn nhau, thì cũng là một cái mục đích của chúng tôi, là muốn phát triển cái bộ môn guitar này trong cộng đồng của mình. Như vậy tức là những người nào mà họ đến, họ nghe, họ xem và họ thích thì họ có thể gia nhập vào trong cái hội guitar gia nhập của mình được. Rồi nhiều người biết đàn thì cũng có thể tham gia đàn chung với tụi tôi, còn người chưa biết muốn học hỏi thì anh em chúng tôi cũng giúp đỡ cho học, cho làm quen, tìm hiểu và học tập đánh đàn với có nhau. Tiêu chuẩn để nhận học viên mà. Chứ anh nói 30 năm mới đàn được vậy. Cái đó là chuyên nghiệp. Đó là mình nè. Yeah. Còn là để mà chơi một cách chơi tài tử, chơi cho vui thôi, thì bất kể lớn, nhỏ, già, trẻ, không có kén chọn cái đó. Miễn là ngoại trừ là cái điều cần thiết là cái lòng đam mê, cái lòng yêu thích. Đúng thật rồi. Sự. Yeah.
Em chỉ sợ là sau cái buổi này mà người mà đến ghi danh đầu tiên á, để mà tập làm như vậy chắc là chủ bút của em á, bởi vì cứ hay cầm đàn đàn bất kể. Kính thưa quý khán giả, quý vị vừa nghe chương trình nói chuyện của hai danh cầm thủ, đó là Huỳnh Hữu Đan và Đặng Huy Hoàng, chuẩn bị cho đêm hội ngộ Tây Ban Cầm vào mùa hè 2013 sắp tới, diễn ra tại Hội trường Nhà báo Thị Việt vào lúc 7:30 tối ngày 6 tháng 7. Rất mong sự hưởng ứng tham gia của quý vị để cho chương trình Đêm Hội Ngộ Tây Ban Cầm sẽ đạt được những kết quả như mong đợi. Ngọc Lan xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin chào quý vị. Xin kính chào quý vị. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.